Oh, hello hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chơi game Loạn Chiến Mobile. Loạn Chiến Mobile này thì hồi xưa nó là game Heroes Involved á. Bản quốc tế của nó gọi là Heroes Involved á. Mình chơi thường hay chơi bản quốc tế. Mà thấy game này nó mới mở ra Loạn Chiến Mobile cho nên vô đây chơi thử coi. Hôm nay mình chơi Nonferatu nha. Phù thủy, Dracula, hút máu. Nghe chưa? Lên luôn. Nghe mày ra trụ ngon lành nha. Ra trụ đốt cái đèn cái coi. Yo yo yo, go go go. Here we go. Nào. Kẻ thù ra my enemy. Come on, come on, go ahead. Come on, come on. Tới đây, tới đây, tới đây, lên đi, lên đi. Chết mày nè. I will kill you, I will kill you. Now, now. Die. Yeah. One. One kill. Chết mẹ mày chưa? Thật ra hiện tại là mình đánh thì cấp độ nó cũng thấp. Với lại cái phần mà ngọc á, mình mới vô chơi cho nên phần ngọc của nó chưa có gắn ngọc nha. Nên mình test thử trong Beratu thôi. Đó, cho nó coi mấy cái skill của nó thôi. Thật ra là nếu mà bản ngọc đầy đủ rồi là đúng là nó cũng công sức hơn tài đấy. Không dễ dàng gì đâu. Cái này thì mới vô chơi thì nó cũng dễ lắm. Mà chơi một thời gian rồi mới thấy nó khó. Không phải tướng nào mình chơi cũng được đâu. Mình hợp với tướng nào nữa. Mình thì mình thích chơi tướng tăng với máu cao. Nhưng mà chơi tướng tăng lên cấp ít. Lên cấp cài ranh thì khó. Có tướng Magic, phù thủy, phép thuật. Như lại tướng và cố rỉa ADR, tên bắn cung rồi đó. Mấy tướng đó thì mau lên lắm. Mình đánh tướng tăng mà mình thấy mình lên không được nổi cao thủ. Mình thấy đánh tướng DR Magic là mình lên cao thủ. Ở rành quốc tế nha, ở server quốc tế nó có nhiều server lắm, ở Bắc Mỹ với lại ở châu Á. Ở châu Á thì thường nó đang đặt ở bên Ấn Độ hay sao, cái chữ viết chữ cái chữ của nó giống chữ Ấn Độ đó. Còn rành ở bên Bắc Mỹ thì tiếng Anh. Mình đánh rành Bắc Mỹ với lại rành bên Ấn Độ, châu Á, ASEAN. Chết chưa? Go go go. Bây giờ mình về Việt Nam tìm cận thì nhanh lắm. Chứ bây giờ qua ganh kia thì tìm cận khó quá. Tại vì hồi xưa game thủ người ta chơi ở ganh quốc tế thì vô ganh quốc tế tìm cận khu vực. Tìm khu vực thì mau có trận. Còn bây giờ vô tìm vài cổ không thấy trận đâu hết, bởi vì nó về, quay về nó chơi loạn chiến hết rồi. Quay về ranh Việt Nam chơi loạn chiến rồi thì nó cũng nổi rệt vô đó. Đó, giống Yasuo Kenshin đó. Bản quốc tế là Kenshin nha, bản này gọi là Mikio. Trời ơi. Chết mẹ luôn, chết mẹ luôn, chết mẹ luôn, chết mẹ luôn. Theo. Chết mẹ luôn. Chết cha chưa. Con này có chiêu là nội tại nó là dính cái chiêu nó rồi là máu mất từ từ nha. Đi khỏi rồi máu vẫn mất. Không ra chiêu mình không đánh nữa, mình đi thì khoảng thời gian nó mất hết máu cho nó chết rồi. Về bên kia rồi, về bên kia. Qua trụ bên này nha, thấy không? Đi trụ đi bên này không? Trụ này qua trụ kia thoải mái luôn. Nó không biến gì thôi. Cái game này mình thích chơi game này là chỗ đó đó. Nó còn ra lính nữa, khi mà bản ngọc đầy đủ thì bạn ra lính bất kỳ chỗ nào trên bản đồ mà miễn có lính của mình ra được chỗ đó đó. Mình thông qua lính, thông qua lính đi tới bản đồ, đi tới vị trí đó. Lính đi tới đâu là mình đi tới đó, mình di chuyển tới đó nhanh. Tóc nha.
cũng tùy cái lựa chọn trong bản ngọc. Trong bản ngọc nếu mình lựa chọn cái phần dịch chuyển thì nó mới có nha. Go chết mình chưa, chưa rồi. Đúng rồi, máu cao. Đúng rồi, bạn muốn ăn rồi. Go về giữa coi, về giữa tìm và kêu nữa coi. Thật ra game này á, đánh cái mấy cái game mà MOBA 5 năm mà đánh là chủ yếu là để trụ nha, chứ không phải là kêu lính nha, chứ không phải là kêu tướng nha. Người cứ lo đi kiếm tìm kêu tướng, tìm điểm hạ gục. Thì điểm hạ gục nó không bằng điểm hỗ trợ nha. Điểm hỗ trợ với lại cái điểm mà đẩy lính đẩy trụ đó, lính đẩy trụ thắng hơn. Chơi nếu mà trong team mà có một người hai người đi để trụ thì mà có lắm. Team mà toàn là những người mà đi lo đi kiếm kill thôi là thua chắc lắm. Mặc dù là đang dẫn trước người ta bao nhiêu kill đi chăng nữa, mà không đẩy lính không đẩy trụ đi rừng không thì cũng chết à, cũng thua à, vẫn thua nhá. Mình đã chơi rất là nhiều trận rồi, lo đi rừng không, lo núp lùm không, lo tìm kill không là chết là vẫn thua nhá. Game này quan trọng nhất là đẩy lính, đẩy lính ba đường đẩy trụ. Đặc biệt là có nhiều cái trận game sức chết đều được. Nó chọn, mình đã chọn DR, nó cũng chọn DR, cướp rồi chọn DR hết, không ai chọn tăng hết thì sao đánh. Rồi có trận mình cũng tìm, mình cũng đã lỡ chọn rồi, còn cái cuối rồi nó cũng chọn sát thủ. Sát thủ trong một team mà có hai sát thủ là thế là thứ thua đó. Hai sát thủ rồi là mất đi cái máu, cái phần ai đấu, có người đấu, không có người đấu, còn là người đi rình đi ăn kêu không à, rồi ai đấu. Nên là dễ thua lắm, trong team mà có hai sát thủ là dễ thua lắm. Với lại toàn là DR không, toàn DR không, không có, ít nhất là phải có một tăng nhá. Let me have a taste of your blood. Mình thấy mấy cái trận đầu này nè thì chơi nó dễ lắm, cho nên là thấy là cũng không có gì. Nhưng mà thật ra là chơi mấy cái trận này lên bậc cao thủ rồi đó, đánh thì phải quan trọng là chọn đội hình cân đối. Chọn đội hình là thấy là phải cân đối, không đâu cân đối là vừa chắc á. Như là phải là nhịp nhàng phối hợp để đẩy trụ, nên phòng thủ và tấn công nhịp nhàng nó mới thắng nổi. Chết mẹ. Chắc thua rồi. Chết dễ dàng. Mấy bậc cấp thấp này, cấp vàng bạc này thì nó dễ thắng lắm. Dễ thắng, rất là dễ thắng. Lên cấp cỡ kim cương 3, cỡ cao thủ rồi, đúng lắm, khó. Go. An enemy has been slain. Xem chưa? Dễ dàng nhá. Win. Hôm nay giới thiệu tướng Nông Faratu, cầu thủ Dracula. Hôm nào mình chơi tướng khác giới thiệu với các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thanks for watching. Bye bye.